Tự động lấy nét trên chiếc len MF như thế này không? Ok, các bạn bỏ tiền các bạn mua một cái len IF là xong cái gì, đúng không? Thế nhưng còn một giải pháp nữa, đặc biệt là dành cho các hệ máy len cine hay là bạn muốn tận dụng những chiếc len MF như thế này, đó là sử dụng cái bộ thiết bị có tên là DJI Lidar Autofocus. Thiết bị này nó có thể giúp chúng ta lấy nét tự động với bất kỳ body nào gắn trên bất kỳ loại len nào, miễn là có ngàm gắn được vào nhau. Và nó hoạt động như thế nào? Cơ chế hoạt động của nó sẽ là nó có một cảm biến Lidar và được setup và gắn ở tâm của cái len hoặc là cảm biến, một bộ motor focus được gắn lên len, một màn mo để điều khiển, một cục xử lý trung tâm và tất cả được cấp nguồn qua cổng Type-C. Khi mà các bạn rig hết cái đống đồ lại vào với nhau và ok, các bạn đã có một cái bộ máy có thể autofocus được với chiếc len MF. Tất nhiên là cách lấy nét này thì nó vẫn có nhiều hạn chế, và thi thoảng nó sẽ hunting và một số cái môi trường nó khó khăn hay là nó hay bị chạch nét. Nhưng mà đây nó là một cái giải pháp là cực kỳ tốt và lợi hại dành cho những cái team mà run short những video dạng run and gun mà team crew rất là ít người. Bạn có biết làm thế nào để